phải nhanh chóng quay đầu. Quay đầu là bờ. Y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà tu học. Bắt đầu làm từ căn bản. Tam phước của Quán Kinh dạy bảo chúng ta làm từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cái gì gọi là hiếu, cái gì gọi là dưỡng, không ai biết. Thế nào gọi là phụng sự cũng không có người biết. Hiện tại mọi người xem thấy những chữ này, tự cho rằng ta đều đã làm được rồi. Việc này chẳng trách. Họ chính mình đều làm được, họ làm được rất tốt, đều làm được rất viên mãn. Vậy thì họ liền thành Phật Bồ Tát. Hiện tại ở thế gian này, họ tự mình tuyên xưng là Phật gì đó tái lai, Bồ Tát gì đó tái lai. Việc này không thể trách họ. Họ chính mình cho rằng họ thành Phật rồi. Trên kinh Phật nói với chúng ta, người trời tứ thiện, người trời tứ không, cho rằng chính mình thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Hiện tại không cần phải đến trời tứ không, chính ngay hiện tiền họ đã thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Hiểu sai rồi. Hiếu dưỡng, những chữ này ý nghĩa rất sâu rộng. Sâu rộng không có bờ mé. Chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu chứ? Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Hiếu dưỡng hai chữ này vẫn kém khuyết một phần, vẫn chưa viên mãn. Đạo lý này ai biết chưa?